Chiều ngày 16 tháng 8, đồng chí Lê Chí Thái, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị phân công nhiệm vụ chuẩn bị hội thảo khoa học 200 năm danh sưng Vĩnh Tường. Dự hội nghị có lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của huyện, các trường, trung học phổ thông Lê Xoay, mầm non Tam Phúc. Để chuẩn bị hội thảo khoa học 200 năm danh sưng Vĩnh Tường, dự kiến vào ngày 22 tháng 8 năm 2022, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, xứng tầm, ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Chí Thái, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên cơ sở nhiệm vụ được phân công tích cực chủ động tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, hiệu quả công việc, góp phần để buổi hội thảo khoa học 200 năm danh sưng vĩnh tưởng diễn ra thành công, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, xứng tầm, góp phần quảng bá vùng đất, con người vĩnh tường đến các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh.